Thưa quý vị, những năm gần đây, rau hữu cơ ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng vì giá trị dinh dưỡng cao cũng như là an toàn cho sức khỏe. Thế nhưng rau hữu cơ lại đang đứng trước rất nhiều những khó khăn. Vậy thì làm như thế nào để thu hút nhiều người gắn bó với hình thức trồng trọt này đang trở thành một câu hỏi khó trả lời. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi mô hình trồng rau để hiểu rõ những khó khăn và khát vọng thành công cho mô hình trồng rau này. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Tuấn Duy cũng như là anh Trần Như Phương, giám đốc dự án Farm My Farm. Từ yêu thích đến hành động, anh Nguyễn Như Phương muốn chính tay mình trồng và chế biến nhiều món ăn từ rau sạch để cải thiện bữa ăn cho gia đình, nên anh đã chọn cho mình con đường mới trong kinh doanh khởi nghiệp, sản xuất rau hữu cơ sạch. Với diện tích đất hạn chế, hoang hóa và hẻo lánh, anh mua cách đây nhiều năm. Và từ đây, anh cho tác mương lên líp để chuẩn bị sản xuất rau sạch cũng như sẽ làm cuộc khám phá mới về lĩnh vực môi trường và nông nghiệp dù là dân kinh tế tiền tệ. Người dân ở thành phố, đặc biệt là những khu đô thị cao ốc, người ta hay có nhu cầu là trồng rau, vừa là phong trào, vừa là sở thích. Nhưng mà thấy hiệu quả trồng rau nó không cao, vậy thì anh có cách nào để giúp cho người có nhu cầu trồng rau tại nhà cũng như là hoặc là cần có những cái bó rau sạch ăn mà mình có cái phương pháp được không? Cái nhu cầu về cái thực phẩm sạch và cái rau sạch thì thực sự ra bây giờ xã hội rất là cần thiết. Và tôi thấy là rất là nhiều gia đình mà họ phải mua những cái thùng xốp, rồi họ phải trồng ở trên sân thượng và họ rất là mất công chăm sóc, và thậm chí có gia đình tôi thấy họ đầu tư rất là nhiều tiền, thậm chí đầu tư mười mấy 20 triệu để họ về họ trồng rau. Tuy nhiên là khi mà họ làm á thì họ thích, nhưng mà thật ra họ làm được khoảng 1-2 tháng sau đó, họ cảm thấy nó quá nhiều việc rồi, họ trồng rau nó không lên, rồi họ thiếu kỹ thuật thì họ lại bỏ, cho nên rất là phí. Cho nên chính vì vậy mà tôi nghĩ ra cái mô hình là tôi sẽ cho họ thuê một cái mảnh vườn để họ có thể trồng rau. Tuy nhiên cái khác biệt ở đây là thay vì họ phải tự tay họ chăm sóc thì chúng tôi sẽ có đội ngũ kỹ sư, đội ngũ nông dân, họ sẽ làm cái việc đó cho khách hàng. Vậy anh có thể chia sẻ là mình quản lý cách đặt hàng cũng như là cách vận chuyển cũng như là ship hàng gửi đi cho khách hàng như thế nào? Hàng tuần thì chúng tôi sẽ giao rau từ trang trại đến nhà của khách hàng luôn. Nhưng mà có một điều á là khi mà khách hàng mà giao cho cái trong trại tôi trồng rau á thì họ lo, cũng là quay trở về cái vấn đề họ lo lắng là không biết là mình trồng có sạch hay không. Thì tại cái trang trại này á thì chúng tôi có lắp đặt những cái camera để cho khách hàng họ thể giám sát quá trình trồng rau, đồng thời giữa khách hàng và trang trại sẽ có một cái hệ thống website để có thể trao đổi giữa cái người trồng rau và khách hàng ở trên thành phố. Mình dự định là một hộ mình có thể thuê được bao nhiêu cái miếng vườn ra tùy thích hay là mình có quy định như thế nào? Thì với cái quy trình phát triển của rau nó từ khoảng 30 đến 40 ngày thì nó cho thu hoạch khoảng từ 30 đến 50 kg tùy loại rau. Thì trên cái khu vườn này thì khách hàng cũng sẽ lựa chọn từ 6 đến 8 loại rau, thì khách hàng có thể lựa chọn trên web hoàn toàn tự động luôn. Khi khách hàng lựa chọn trên website thì ở dưới trang trại thì cái người quản lý này họ sẽ biết được khách hàng họ chọn cái rau gì trồng trên cái khu vườn đó, thì sẽ tiến hành trồng và khách hàng có thể giám sát cái việc trồng được qua camera. Anh có thể nói rõ hơn, phân tích về vấn đề tài chính, một người có thể đầu tư bao nhiêu tiền để có thể có bao nhiêu ký rau, và để người tiêu dùng thấy được cái lợi ích trồng rau sạch và với vừa túi tiền thì chắc có lẽ đây là một bài toán khá là nan giải. Để mà họ trồng rau được ở nhà trên sân thượng mà đủ ăn á thì họ đầu tư rất là nhiều tiền, họ đầu tư khoảng 17 đến 20 triệu. Đồng thời hàng tháng họ phải bỏ ra ít nhất từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng để thuê những cái đội ngũ của công ty cung cấp đó để họ đến nhà để họ có thể là cải tạo lại đất, vô phân rồi tư vấn kỹ thuật. Trong khi đó là với một cái mảnh vườn này khách hàng chỉ có thể trả một tháng khoảng 1 triệu tư thôi. Một cái thành quả hết sức là khích lệ đối với anh trong vấn đề là cải tạo cái nguồn nước cũng như đất ở đây. Cái nguồn nước tại đây thì chúng tôi đã khoan một cái giếng là 300 mét, và chúng tôi cái giếng này là nước tại đây chúng tôi cũng đã đi thử nghiệm và đủ cái tiêu chuẩn để sinh hoạt, và đồng thời chúng tôi sử dụng cái nguồn nước này chúng tôi tưới rau. Cái nguồn đất mà để trồng rau tại đây thì chúng tôi cũng không sử dụng cái đất ở đây trồng rau, mà chúng tôi sử dụng cái giá thể để trồng rau. Thì như anh thấy là trên này thì cái nền đất này chỉ là cái nền thôi. Và trên cái nền này chúng tôi đổ một cái lớp giá thể là bao gồm xơ dừa, tro trấu, toàn bộ tất cả mọi thứ đều hữu cơ hết. Anh có thể cho biết thêm là cái điểm đặc biệt ở cái nông trại này như thế nào để có thể là khách hàng hiểu hơn về cái nông trại của mình? Chúng tôi chỉ sử dụng những cái chế phẩm hữu cơ và chúng tôi tự sản xuất những loại phân hữu cơ ở đây từ những cái
cái vật liệu địa phương, ví dụ như những cái loại bèo mà nông dân ở đây họ vớt về thì chúng tôi tiến hành ủ. Rồi ở đây có những cái trang trại bò thì chúng tôi sẽ mua những cái phân bò về chúng tôi ủ để chúng tôi có thể bón phân cho những cái loại rau trồng ở đây rất là an toàn. Anh có thể chia sẻ là trong tương lai tới là mình sẽ có những định hướng như thế nào để phát triển cái trang trại này? Ngoài cái việc là cho họ thuê một cái mảnh đất để cung cấp cho họ những cái bữa rau sạch hàng ngày, thì trang trại hướng tới là những cái buổi cuối tuần dành cho những gia đình họ thuê đất tại đây, họ có thể chở con của họ đến đây cùng với nông dân để trồng trồng rau, rồi có thể mang những luống rau nó đi về, giống như như tôi muốn biến ở đây giống như một cái khu mà họ có thể đi về quê vào mỗi dịp cuối tuần. Ngoài rau thì mình cũng có những cái khu vui chơi giải trí như thế nào để thu hút khách hàng đến đây tham gia. Tôi cũng đã có sẵn là 9 cái ao nuôi cá đây, thì chúng tôi cũng đã tiến hành thả cá để cho khách hàng cuối tuần có thể về, có thể câu cá, có thể bắt cá. Thì song song đó thì chúng tôi có thể làm thêm những cái khu vui chơi giải trí, những cái nhà nghỉ để cho khách hàng có nhu cầu cuối tuần họ có thể dã ngoại ra ngoại thành, giống như họ đi về quê họ có thể nghỉ lại một đêm, rồi ngày hôm sau họ có thể quay về thành phố và mang theo những cái sản vật giống như quê để đem về thành phố. Rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc anh sức khỏe cũng như là sự thành công trong dự án này. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí kiến thức kinh tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.